Trong thông báo mới, Facebook cho biết ghi nhận nhiều than phiền về những câu chuyện gây hiểu nhầm giật gân, bao gồm những bài viết có tiêu đề khơi gợi sự tò mò, sự chú ý của người đọc để thu hút họ bấm vào link liên kết hay còn gọi là tiêu đề câu view. Đầu tiên, Facebook cân nhắc về chuyện câu view, clickbait ở cấp độ các bài đăng post cá nhân cộng với tên miền và cấp độ trang, page để có thể tìm kiếm và giảm thiểu những tiêu đề câu view một cách chính xác hơn. Thứ hai, để điều này được thực hiện hiệu quả hơn, Facebook cố gắng phân chia thành hai tín hiệu riêng biệt trong việc phân tách clickbait theo dạng đâu là thông tin che giấu, đâu là thông tin phóng đại. Thứ ba, Facebook bắt đầu thử nghiệm điều này với những ngôn ngữ mới, sẽ bao gồm nội dung tiếng Việt. Facebook dự đoán kết quả của lần cập nhật này sẽ không làm thay đổi đáng kể sự sắp xếp trong new feed của phần lớn các trang page. Theo Facebook, các trang nên tránh những tiêu đề che giấu thông tin để tìm hiểu nội dung bài viết và những tiêu đề phóng đại nhằm tạo sự kỳ vọng gây ra hiểu nhầm. Nếu trang đó ngừng đăng tải tin câu view và tiêu đề nhạy cảm thì bài đăng của họ sẽ không bị tác động bởi cập nhật mới này.